Hello chào mọi người nha. Chào cả nhà ha. Chào cả nhà đang quay trở lại với kênh YouTube của hai anh em mình nha. Thì hôm giờ anh em mình đã đọc comment của các bạn và có một số bạn yêu cầu anh em mình làm món chân gà ngâm sa tắc đi. Ok, như theo yêu cầu các bạn thì hôm nay hai anh em sẽ làm món chân gà ngâm sa tắc theo cái cách mà ở dưới quê mình người ta làm các bạn. Thì chiều nay vẫn là trời mưa như mọi ngày nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ đã 5 giờ mấy rồi. Đấy. Quá trời. Anh em mới bị cháy giác về ướt nhẹp luôn. Đấy, giờ anh em mình sẽ quay lại làm cho mọi người món chân gà ngâm sa tắc nha. Rồi. Chiều nay 5 giờ mấy mọi người, cho nên mấy con nhát nhen nó kêu rất là nhiều ha. Anh làm hơi trễ cả nhà, không sao. Cái món này mình ngâm qua đêm mà. Ờ. Tại vì cái món này thì ngâm qua một đêm mình mới ăn được. Đây mình có chuẩn bị 1 ký chân gà cả nhà. Cái chân gà mình làm móng cho nó hả? Mình cố gắng mình lựa mấy cái chân mà nó mập mập gì nè, ăn nó ngon ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm mà chân gà ngâm sa tắc ăn nó không bị đắng nha. Ở đây nó có cái sốt nè. Chặt ra luôn không hay là cái tay mình bằng cái đầu kiếm bữa nè. Chặt luôn đi. Nghe đây ha. Sát vô xíu. Ờ đúng rồi. Chặt nó lên. Chặt hai ra hai cả nhà. Hai hả? Ừ. Hai được rồi. Món này thì làm nó cũng khá là đơn giản cả nhà, không có gì cầu kỳ hết á. Mình phải đợi cho mình ngâm cho nó thấm rồi. Thì mai mình ăn á, mình chọn miếng thì nó đúng rồi, mai mình lấy xào non nữa. Đây mới chân gà của này mình nè, nhìn nó tươi ha. Tí nữa mình sẽ có cách làm cho nó trắng. Ủa em có đem giấm ở đây hả? Quên đem giấm rồi, lại đem giấm rồi. Cái này là xả cả nhà, mình sẽ sắc miếng xéo xéo ha, nhìn cho nó đẹp mắt hơn. Xéo dài xíu nữa, đúng rồi. Dài dài vậy nè, nhìn nó đẹp. Xả này là xả nhà trồng nữa cả nhà. Nhà người ta. Nhà người ta đâu, nhà mình mà. Xin của người ta trồng á. Này là ớt cả nhà, ớt thì mình cũng cắt xéo xéo cái gì luôn ha. Mình có mớ ớt này với mớ ớt sườn trâu nữa, ớt này không cay. Ớt này thì cay thấy bà nội luôn. Cay dữ lắm, cay cả nhà. Hay là ớt chỉ thiên đi cả nhà. Cay lắm luôn á. Ớt hiểm, cay khủng khiếp. Thì cái món này hôm nay rất là đơn giản cả nhà, cho nên mình không có gì để nói nhiều hết trơn á. Chỉ hướng dẫn mọi người làm thôi. Món này nó cũng nhiều người làm nè. Món này cũng rất là ngon nữa. Dễ ăn. Giờ mình bắt nước lên để mình lấy đi. Mình luộc chân gà đi. Giờ mình sẽ chuẩn bị tới cái phần mình luộc chân gà ha. Xả này thì đọc đi. Ra mình xắt khúc á thì mình luộc chân gà nó sẽ thơm, nó không bị hôi nữa. Đập gừng luôn ha. Đúng, đập gừng luôn. Xắt cũng được nữa, xắt đất mỏng lên khỏi đập. Đập đi cho nó ra nước thơm. Đập đẹp không? Nó thơm hơn mình xắt lát. Nó đẹp. Bây giờ chiều tối rồi cả nhà, cho nên nhắc nhang kêu hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Mình sẽ bỏ cái gừng cái xả vô để mình luộc. Cái này thì nó vừa lên tim mọi người, nó vừa lên tim như này nè. Mình bỏ gừng với gốc xả vô cho nó thơm, rồi mình bỏ chân gà vô cũng được nữa. Mình luộc gì nó sẽ không có bị nhớt chứ nó không có bị hôi nha. Rồi để luôn đi. Để ngày vô. Ít thôi. Cái chân gà mình luộc á, ít được là nhiều quá, anh chua lè á. Chân gà này mình luộc khoảng 20 phút nữa nha, 15-20 phút gì đó. Nó thiệt là chín luôn. Ôi nhiều quá à. Nhiều, này mình mua hơi nhiều rồi đó. Mình mua tiếng ký mấy rồi, chắc cái keo đó không hết quá. Không rồi đó, cái tô không cái gì nhỏ nhỏ vậy. Trời ơi, nguyên một nồi luôn cả nhà ơi. Mình để đây mình luộc tầm khoảng 15-20 phút nha cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi cắt hành đi. Cắt mình nặng nước không hay là mình cắt trái? Cắt phân nửa mình nặng nước. Cắt 20 trái nặng nước đi, 20 trái ai? 20 trái cắt phân nửa. Nhiều lắm nha. Ừ. Một bọc luôn. Nè. Rồi. Mình sẽ cắt cái làm ba vậy cả nhà, rồi mình sẽ bỏ hết cái hột đi. Mọi người để cái hột thì ngâm sẽ bị đắng nha.
À là đắng là tại cái hột á. Đúng rồi, đắng là tại cái hột á. Ui, trời nhìn nó vàng ghê luôn á. Ừ, thơm ha. Ừ. Trời ơi, nhìn ngon quá cả nhà. Ừ. Thôi giờ mình tắt máy mình làm tiếp nha cả nhà, để bây giờ trễ để không kịp á. Đây chân gà mình luộc khoảng 20 phút cả nhà. Thì đây nó chín rồi nè. Đó. Ừ, nó chín nó bông mình nhìn nó ú ụ luôn cả nhà ơi. À. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra ha. Mình chuẩn bị đây một thau nước lạnh nha cả nhà. Để chân gà mình nó được giòn. Bỏ nước lạnh liền thì chân gà mình da nó giòn á, với lại nó giữ được cái độ trắng của chân gà. Nhìn thấy uống nù ha. Ồ nhìn nó uống nè. Ăn ngon. Nhìn gà chưa làm ra hết thèm ha. Làm chén muối tiêu chanh chấm luôn cho ngồi đi hả? Đi hết bài luôn. Cái này chắc hơn ký luôn cả nhà ơi. Bỏ vô nước đá vậy nè ha. Chân gà mình sẽ thứ nhất là nó không có ra cái nhớt. Thứ hai nữa là nó cái da nó sẽ giòn. Nhìn nó béo quá à. Ừ, nhìn ngon ha. Ừ. Này chấm muối mà cũng ngon luôn rồi đó. Nãy giờ mình cắt được một mớ hành này nè cả nhà. Tắt. Tắt để mà sắc lát lát để mình ngâm chung ha. Còn mình hấp hành ngon thì hấp hành nói gì nữa. Giờ mình sẽ cắt thêm một mớ tắt nữa để mình lấy cái nước nha cả nhà, để mình làm cái nước để mà mình ngâm ha. Mình pha cái nước đúng không? Đúng rồi. Đây mình sẽ lấy cái nước cốt tắc để mà mình làm cái nước để mình pha cả nhà. Nhìn hấp dẫn ha, thơm ghê ha. Chân gà này mình ngâm qua nước lạnh nè. Giờ này ánh sáng hơi tối rồi cả nhà, thì nó đang không lui rồi, nhưng mà ra nó trắng lắm. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ làm tới cái nước để mình ngâm chân gà ha. Đây thì nó hơi ngọt ngọt á. À, ba giá luôn. Ba giá hả? Thì nước mắm cũng ngang ngang đó chứ. Ừ, ba giá đường. Hai thức mắm hả? Ừ. Đây. Cái này là để mình ngâm cái chân gà. Mình sẽ đem nó hơi đậm đạm tí hả? Ừ. Ăn cho nó dễ. Cái này mình ngâm mà nó cũng thấm vô phần rồi cái này. Thêm một tí bột ngọt nữa cho cái vị nó dễ chịu một xíu á cả nhà, nó dịu lại á. Rồi đợi cho nó tan đường rồi mình sẽ bỏ cái nước cốt chanh nha cả nhà, nước hạnh hồi nãy nè mình sẽ bỏ vô luôn. Rồi nếu mà nó không đủ độ chua mình sẽ bỏ thêm một ít giấm nữa ha. Cái này thì mình ngâm nó hơi chiên tí cho nó thấm vô chân gà hết cả nhà. Rồi đường nó tan hết rồi nè. Ui cái nào cũng đẹp ghê ha. Nó ra cái màu cánh dáng đó nha. Đúng rồi, cái nước mắm đó nè. Bỏ cái nước cốt chanh này vô. Rồi em nếm thử coi nó chua không. Được không? Thì miếng giấm này. Ấy tao ngàn chừng giấm này chua á. Rồi. Ok đó. Được rồi đó. Cái nước này đặc biệt là mình phải để cho nó nguội thì là nguội mình mới ngâm được cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái này đi. Rửa cái chân gà. Xếp vô cái này ha. Xếp vô cái keo. Mình trộn thau đi hay 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 gấp vô. Là mình trộn rồi trước hả? À, trộn rồi. Giờ trễ lắm rồi cả nhà ơi. Giờ 6 giờ đúng rồi. 6 giờ. Trễ lắm rồi. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ mình đợi cái nước này nó nguội là trời. Trời tối thui luôn cả nhà. Ai? Sao nó vẫn sáng vậy? Đây mọi người, điện thoại mình nó sáng hay sao mọi người ơi? Đây. Giờ mình sẽ tiến hành để mà mình ngâm chân gà nha. Giờ mình đổ cái nước vô ngâm trước đi. Mọi người phải đợi cho nó thiệt là nguội nha. Thì nó mới không ra nhớt được. Đúng rồi. Tốt nhất là mọi người để cho nó nguội. Đây là tắc nha. Tắc mình lấy hành. Ố lộn tắc. Lấy hột bỏ hết. Tắc mình lấy hột. Đây là xả.
chân gà à, xào tắc phải có sả với tắc nha, càng nhiều nó càng ngon. Này là ớt đó, ngâm thêm ớt ớt ăn phải the cả nhà. Ừ, ai ăn cay nhiều thì có thể bỏ thêm vô. Ừ. Rồi để trộn lên cho nó đều. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Ừ, đúng hấp dẫn luôn á. Này mình ngâm tới sáng mai cho nó thấm nữa ha. Rồi ăn vô nó ngon lắm cả nhà. Đây chân gà mình làm cách này, mọi người thấy nó trắng không, nó còn một màu trắng rất là đẹp luôn. Còn mọi người mà để không có không bỏ nước đá thì sẽ bị đen và da nó sẽ không giòn ha, mà mai nó sẽ có nhớt 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 á thì không có đẹp. Cái này đây, nó đẹp đá mình chưa? Rửa lại cho nó ha, cho nó sạch. Đẹp ghê mọi người. Đây, bây giờ thì trời rất là tối luôn rồi nè. Bây giờ rất là tối cả nhà, tối hù luôn rồi, nhưng mà mình đưa đây thì rất là sáng luôn, còn như mình nhìn đây là không thấy được luôn nè, nhưng mà nó vẫn sáng, mình phải có cái đèn. Bây giờ mình bỏ vô rồi, keo ha. Được rồi đó, lấy gấp này gấp bỏ vô keo đi. Mình gấp mình để vô cái keo để bên đây nè, để keo tin. Keo tin mình ngâm qua một đêm hay cả nhà, bỏ tủ lạnh. Còn ngâm qua một đêm rồi mình thơm sẽ thơm quá, thơm luôn. Đây, mùi lên quá. Này là nhức cái nách luôn cả nhà ơi. Chân gà mình trắng mà mập ú à. Ừ. Em gấp hết chân gà đi, cái đó bỏ sao? Chân muốn hụ luôn. Tính bỏ sang kẻ cho nó thơm luôn. Ừ, cũng được nữa. Lấy thì mới xả với tắc với ớt nha. Wow. Cho dưới nó cũng thơm luôn. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cái gà này mình ngâm càng lâu nó càng ngon nha. Mình ngâm qua đêm là ngon nhất nha. Cái này mình bỏ ngoài mình ngâm hay bỏ tủ lạnh hả? Mình để tự ngăn mát tủ lạnh mình ngâm luôn. Ừ. Ăn sẽ lạnh lạnh luôn á. Đúng rồi. Mình bảo quản được nó lâu nè mà ăn nó không bị đắng. Tại vì mình lấy hết hộp rồi. Nó uống mập ú luôn ha. Đó. Nhìn đẹp ha. Ừ, mà nó trắng tươi nè. Ừ. Rồi chỉ vô luôn, chỉ vô luôn. Đây, mình sẽ để cái nước này là tinh túy nó không đó. Nước nãy giờ mình nấu rồi cả nhà. Đợi nó không hết thằng sung luôn cả nhà ơi. Bên kia kìa, chỗ kia có để cho chắc không chắc. Hả? Thôi chịu đi. Wow. Mình ngâm phải cho nó ngập luôn á cả nhà. Thì nó sẽ thấm đều hết luôn. Ui nấu cũng vừa nước luôn chứ vừa, nè. Vừa một keo luôn. Rồi, cái phá tắt vô luôn này bảo uổng. Rồi bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip này ở đây. Hẹn mọi người ngày mai anh em mình thưởng thức sẽ quay cho mọi người xem nha. Mọi người nhớ đón xem cái thành quả ngày mai anh em mình sẽ ra ăn cùng mọi người nha. Wow, đẹp chưa? Hấp dẫn ghê chưa cả nhà? Rồi cả nhà ơi, sau 24 giờ thì chân gà của mình nè. Đó. Wow, thơm ghê ha. Giờ mình sẽ gấp ra mời mọi người thức thử nha. Rồi, em gấp hết ra đi. Gấp lên luôn, gấp xả luôn. Gấp ra dễ mình mọi người thức nha. Cái này thì không cần chấm thêm gì hết đó nha. Nó vừa ăn nè. Cho bà biết nó vừa ăn. Ừ, cái này ngâm mà. Ăn dụng không? Cái này mình ngâm mà vừa ăn rồi không cần chấm thêm á. Trời ơi. Tối em ăn dụng đó cả nhà ơi. Đấy, thấy không nha. Nó ú mà nó còn nó trắng nha, không có đen đâu. Ngon ê, chưa? Nó săn lại đó. Nó săn lại nó giòn lắm. Để tôi review cho mọi người coi. Đây là review thôi nha. Đây. Đây nha mọi người, cái tay tôi hơi dơ. Đây. Đó. Wow. Ôi cái này nó to đùng như này. Xin phép mời mọi người nha. Thử cái nha. Thơm quá. Được không? Trời ơi. Ừ. Sao hả? Dài. Còn cụm luôn. Em thấy nó săn lại, nó giòn lại nè. Ừ. Nó săn hơn hôm qua luôn á. Đúng mình ngâm một đêm ngon thiệt á. Mấy cái bụ này. Hôm có lén ăn không đó? Nghi lắm nha. Nó giòn quá. Thôi được rồi đó. Ăn không hết đâu. Gấp vài miếng xả ra nè. Mình quên tao dính chân gà không cái nó nhỏ quá cả nhà ơi. Được rồi, dĩa này ăn không hết đâu. Trời ơi, nhiều quá nha. Rồi, ăn thử đi. Bóc ăn luôn. Đây là để đó mình ăn từ từ. Đây, mình bỏ tủ lạnh nữa ha. Ừ. Rồi, ăn thử đi. Cả nhà
ơi, quá trời ngon luôn. Nhưng mình sẽ thử cái này ha. Nó uống nù mà. Ôi, nó uống liền luôn cả nhà. Mời cả nhà ha. Nó dai nữa ha. Mà nó giòn, cắn vô nó giòn. Giòn gụm gụm luôn cả nhà. Giòn bập 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 luôn á. Ngon, ngon lắm cả nhà ơi. Chua ngọt ngọt vừa ăn. Cả nhà có thể là làm theo công thức của anh em mình làm ha. Rất là đơn giản, nhưng mà cả nhà nhớ phải bỏ hết hột tắc ra nha. Ừ, nó không có đắng. Bỏ hết hột tắc ra và phải đợi nước thiệt là nguội, mình hãy để vô ướp nè. Không hề nhớt nha nha. Không có một miếng nhớt vào luôn. Đó. Nó rất là ngon luôn. Không bị nhầy, không bị nhớt nha. Với ra thiệt á. Nó thơm lắm cả nhà. Vừa ăn. Cái này mình nó giòn giòn dai dai. Lỡ hột diêm ngon lắm luôn á. Rất là dai luôn. Ăn vô nó giòn gụm gụm luôn. Cái da nó giòn. Gớt rồi. Cái này ha. Bà cả nhà ăn với anh em mình nha, để xong rồi hả mình cái đó. Cái này tối á. Coi phim hay là cái gì hả? Có cái này ngồi gặm đã lắm cả nhà. Trời ơi. Bỏ tủ lạnh đó cả nhà, nó lạnh lạnh ăn nó mát lắm. Đúng rồi, nhớ chưa mà ăn đồ lạnh lạnh đã lắm cả nhà ơi. Nghe mà vừa mình ăn luôn. Mà mọi người ăn với anh em mình nha. Mời mọi người nha. Cái này mình ngâm gì á thì nó sẽ không bị nhớt nha. Chân gà mà các bạn để nó nóng á, ngâm là nó nhớt liền. Không nhớt miếng nào luôn á. Mà nó giòn, bỏ vào nó lạnh lạnh ăn đã lắm. Nó giòn là mọi người phải lúc luộc xong phải ngâm nước đá liền. Là giòn. Mà nó giống tươi ăn hả? Cái này mình luộc chứ xả chứ gừng nữa. Nó không còn mùi hôi của chân gà luôn á cả nhà. Ngâm. Ngâm nó thơm lắm luôn á. Ngâm một đống xả đi thôi rồi. Xả không? Cũng giòn ghê. Chưa mất mát rồi, nó gặm dĩa này. Còn chưa bằng. Mà nó ra hay ha. Các ba dòng vườn chuối với vườn này nó mát ghê. Là cái vườn này mà hơi bị đã luôn á. Giờ không có gió cả nhà, im ru à. Nhưng mà ở ngoài này cực kỳ mát luôn. Nè, thằng thanh này mới đã nè. Uống đủ à. Uống, giòn, uống. Nó cân nhiều quá nha. Này mình ngâm này nó thấm lắm luôn ha. Giòn ghê hả? Ăn cái sụn đã. Cái nào thiệt sực luôn. Chân gà cũng to quá ha. Nó vừa giòn mà dai dai đã thiệt chứ. Ăn cái này đã cái chân gà. Có mấy người lúc xương á hả? Chín gà. Lúc xương chân gà. Lúc xương hả? Nướng hay gì? Nó không làm gì nè, nhưng mà cái lúc xương luôn. Mà nó sụn con à. Phải cạp có xương gì mới vui vui nè. Dai. Cái dai mà thì giòn. Mà cái ganh không có dai á. Đúng rồi. Nó có cộng ganh chính giữa. Cái này ngồi nhai à. Có bộ phim hay cái gì coi đến là hết bài luôn đó nha. Mà nó nhai hồi là hết dĩa hồi nào không hay luôn á. Mang như gặp chiếu phim coi. Chân gà thịt quá trời luôn. Thịt. Cái con này nè. Và cả nhà ơi, nếu là gì thì anh em mình sẽ kết thúc cái clip làm chân gà ngâm sao tắc ở đây. Mọi người thấy clip anh em mình thú vị và vui á, mà mọi người thích cảnh đồng quê thế này á, hãy cho hai anh em mình một lượt like và ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Hãy để lại một cái ý tưởng gì đó các bạn muốn anh em thực hiện, mình sẽ cố gắng thực hiện hết tất cả những cái ý tưởng và những cái món ăn mà các bạn muốn mình làm để nhớ về tuổi thơ, để nhớ về quê hương á, thì cứ comment bên dưới đi, hai anh em mình sẽ làm hết tất cả những món đó. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nha, mình sẽ bắt đầu chuẩn bị làm một cái món ăn khác nữa. Bye bye cả nhà. Chào cả nhà. Trước khi làm phải ăn hết dĩa này đây nè.
Ngon quá, đâu có ra được. Nó giòn, nó dai dai đại thiệt á. Hôm qua luộc rồi em có ăn thử. Tiêu rồi, vừa đầu luôn rồi.